Chào anh em và chào em Thái Phúc ở thành phố Hồ Chí Minh. Anh sẽ test nhanh cái máng đèn của em cho em xem. Một cái máng đèn rất là đẹp và hợp lý, vải chưởng nó luôn. Dài 1m15, rộng 27cm, cao 5cm, làm theo đúng yêu cầu. Và cái kích thước phù hợp với hộ của em. Full inox 304 đến từng con ốc vít, không có bất kỳ mối hàn nào hết. Inox 304 chính hiệu, xếp gốc, gò tay kết hợp gò máy. Dây nguồn đúc, công tắc có đèn led hiển thị, phía sau có móc treo đèn để tản ninh. Inox rất là bóng, rất là đẹp, thẩm mỹ và dễ vệ sinh và rất là bền bỉ. Đây là mặt trong của cái máng đèn, bao gồm hai hàng 4 bóng Philips Master 865 Made in Poland xịn sò, kết hợp hai bóng 55W với hai bóng 36W để sole chéo chả nhau. Nó sẽ rất là hợp lý luôn, nó sẽ fit vừa đẹp với chiều dài những cái máng mà dưới 1m2. Ở giữa có đai vòng để em bè em tự gắn cái led vào. Ở góc này anh có khoan cho em một cái lỗ phi 21 để mình luồn dây nguồn của đèn led qua cho nó thẩm mỹ gọn gàng. Đuôi đèn chống cháy giấu dây toàn bộ. Đấy. Sử dụng đuôi đèn chứ không sử dụng domino cầu nối. Đấy. Giờ mình sẽ lên đèn. Một công tắc là sẽ sáng hai bóng. Ví dụ như công tắc này sáng hai bóng 55W. Công tắc này sáng hai bóng 36W. Sáng tưng bừng chưa? Đấy, cái máy này nó mới là hợp lý vải chưởng luôn. Ở chỗ là ở những cái hồ máy 2 thì khó bố trí đèn, nhưng mà sao giờ là đi cái máy này cực kỳ đẹp và hợp lý, tối ưu và tiết kiệm. Ví dụ tiết kiệm như thế nào, ví dụ em mở hai cái bóng 36W nó vẫn đảm bảo sáng hết cái máng, sáng hết chiều dài hồ, hoặc em mở hai bóng 55W vẫn sáng hết cái máng, sáng hết cái hồ, bố trí trước sau sò lè, mở hết thì tới công chuyện luôn, có thể sử dụng trên ốc hoặc là tan ninh sau này. Ánh sáng của đèn Philips Master 865 chưa bao giờ làm anh em thất vọng, ánh sáng mịn, độ hiển thị màu cao, bối huyết đều xài được, tan ninh hoặc là để trên ốc. Rồi, một lần nữa cảm ơn em Thái Phúc đã tin tưởng ủng hộ. Anh em cần đèn xin liên hệ Phi Hổ Arowana hoặc số điện thoại 0901 999 36. Bật luôn công tắc, bật luôn công tắc gật đầu ê ê. Bật luôn công tắc, bật luôn công tắc gật đầu ê ê. Bật luôn công tắc.